được làm người tình lạc phong mất nai tư cho hồn bớt dại khờ. Nếu được làm người tình đùa tóc. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Âm Thanh Tín Nghĩa. Hôm nay em làm một cái video để test cái chất âm của chiếc D01, nhưng em sẽ ghép nối D01 với chiếc Voreden Tubi M1. Thì ở video trước em cũng đã test cái chất âm của chiếc Tubi M1 qua cái bóng đèn 5654 cho mọi người thưởng thức cái chất âm của nó. Thì cái chất âm của chiếc Tubi về Tubi M1 này nó khá là hay, và mọi người cũng đừng nên bỏ qua một chiếc Voreden để cải thiện cho chất âm cho bộ dàn âm thanh ở nhà của chúng ta nhé. Và hôm nay em sẽ ghép nối chiếc D01 và chiếc Tubi M1 để xem cái chất âm của nó có cải thiện hơn được không. Và em vẫn sử dụng là chiếc âm ly M98M Pro cùng với đôi loa Buxel của em ở đây. Thì với đôi loa Buxel của em, như em vẫn nói, nó là dòng loa kiểm âm, cho nên cái giải bass của nó hơi yếu một chút. Vì vậy em đã sử dụng dây AV Acouphase để cải thiện cái giải bass cho nó. Cái dây Acouphase này, nhà bác nào mà dàn âm thanh đang có giải bass, giải mid, giải jack nó còn yếu, còn hơi yếu, thì chúng ta có thể sử dụng dây AV Acouphase để cải thiện ba giải bass, mid, jack cho bộ dàn âm thanh ở nhà của chúng ta nhé. Trước khi vào test chất âm của chiếc D01 được ghép nối với Tubi M1 thì em cũng xin nói qua một chút. Chiếc DCD01 này, trước kia nếu như chiếc FX-M1 chưa tung ra thị trường thì D01 chính là phiên bản cao cấp nhất của hãng FX Audio. Nó là phiên bản nâng cấp của DCX7. Nó có Bluetooth. Với chiếc DCX7 thì không có Bluetooth, nhưng DCD01 nó có thêm chiếc Bluetooth để nó giúp một chiếc DC nó hoàn thiện hơn, nó nhiều cổng ăn chơi đấy. Chiếc DCD01 này nó sử dụng con chip rất là cao cấp mà chiếc DCQ6 đang sử dụng, đó là Q6 Pro đang sử dụng, đó là con chip EIS9038Q2M. Mọi người cũng đã biết con chip EIS9038Q2M là một con chip rất là cao cấp. Nó giải mã âm thanh, cho ra tín hiệu âm thanh rất là chi tiết. Thì khi mà em ghép nối chiếc Tubi M1 với chiếc D01 này, em mặc dù là hai hãng khác nhau, nhưng mà lại cho ra một cái thiết kế này trông rất là vừa vặn đấy, rất là vừa vặn với nhau. Nó cũng giống như chúng ta ghép Tubi T1 và chiếc Q5 Pro, nhưng ở đây là hai hãng khác nhau. Và em đặt chiếc Tubi M1 này trên chiếc D01 thì em thấy nó khá là cân đối với nhau, vừa vặn đấy, và nó tôn lên cái sự sang trọng đấy. Và em cũng xin nói lại một chút là chiếc DCD01 này nó giải mã là 32 bit, tần số lấy mẫu là 768 kHz và chơi nhạc DSD512. Thì sau khi FX-M1 được tung ra thị trường thì giá của D01 đã giảm xuống khá là sâu, và đây chính là cái thời điểm thích hợp nhất để các bác có thể sở hữu một chiếc DAC, một chiếc giải mã cao cấp đấy. Và chúng ta, nếu như trước kia chúng ta băn khoăn về giá của chiếc D01 này, thì bây giờ có lẽ là cái thời điểm rất là thích hợp và chúng ta không cần băn khoăn về giá của nó nữa. Mà mọi người hãy inbox trực tiếp cho em để có cái giá tốt nhất. Và bây giờ thì em sẽ không lan man nữa, em sẽ đi vào test cái chất âm của chiếc D01 khi mà ghép nối với Tubi M1 để xem cái chất âm của nó có hay hơn không nhé. Vâng, bây giờ em xin test một đoạn nhạc qua một chiếc điện thoại của em, và em kết nối qua đường USB nhé. Và bây giờ em xin mời mọi người cùng thưởng thức cái chất âm của chiếc DCD01 được ghép nối với Voreden Tubi M1.
xin test một đoạn nhạc như vậy thôi. Thì qua cái đoạn nhạc như vậy thì không biết là các bác cảm nhận về cái chất âm của chiếc D01 khi mà được ghép nối với Tubi M1 nó như thế nào. Thì các bác hãy để lại cái bình luận ở dưới video của em. Và video của em đến đây cũng xin tạm dừng thôi. Và em xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo của em.